Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại ở Silverback Tarot. Mình là Linh Tarot Reader. Hôm nay mình quay trở lại rồi đây. Hôm nay trời đang mưa. Hôm qua nóng cực luôn mà hôm nay trời đã mưa. Ok. Vừa nãy mình có nghe một đọc một quyển sách ấy là về về nóng giận là bạn lăng ấy, về nóng giận với sự bình tĩnh ấy, thì mình khiến mình lại dậy ý tưởng là cho chủ đề ngày hôm nay là cái bạn cần loại bỏ điều gì để mà cuộc sống của các bạn tốt hơn nhé. Trong hiện tại bạn nên loại bỏ điều gì để cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, các bạn chọn tụ mình. Hôm nay mình cũng trải hết bài ra rồi. Ok, chọn tụ nhá. Tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 3. 1, 2, 3. Các bạn hít một hơi thật sâu rồi chọn một cái tụ mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 là tụ này. Nature communication. Burning bowl ritual. Các bạn tụ số 1 cần phải loại bỏ điều gì trong cuộc sống này, cuộc sống các bạn tốt đẹp hơn không? Các bạn, mình cảm thấy là các bạn là người một số người, một người mà hơi hơi kiểu cạnh tranh một chút. Ok, có phải không phải tất cả bạn trong tụ này. Các bạn hãy chọn cái chi tiết nào mà nghe trả bài và chọn ra cái nào mà cái bạn cảm thấy phù hợp với mình nhất nhá. Không phải các bạn, tất cả các bạn ở trong đây đều giống y hệt như thế đâu. Mà có bạn giống mà có bạn không nhá. Ok, cần loại bỏ là gì? Có một số bạn trong đây là một người hơi cạnh tranh. Hơi cạnh tranh, hơi hơi phán xét một chút. Chẳng hạn như trong công việc là bạn rất cạnh tranh là mình phải giỏi hơn người này. Thì nó ấy, nó mang đến cho bạn rất nhiều cái sự áp lực. Nó khiến công việc của bạn kiểu cái tâm hồn của bạn nó lặng lẽ, nó không được vui vẻ. Nó lúc nào cũng mắc kẹt trong sự cạnh tranh này. Bạn rất lý trí, bạn là một người rất lý trí. Em bạn cũng nói thẳng luôn, bạn bạn kiểu là bạn không hướng về tình cảm mấy. Bạn là người không hướng về tình cảm mấy. Không phải là vì bạn không có tình cảm mà là bạn dùng lý trí của mình đóng băng tất cả mọi thứ có liên quan đến cảm xúc mà bạn cảm thấy là đấy là dư thừa thì bạn sẽ đóng băng hết. Bạn không cho cảm bản thân mình mà cảm xúc luôn, mà cảm nhận luôn ấy. Bạn phán xét cũng khá là nhiều. Bạn kiểu mình cảm thấy như là bạn đóng cái không không cho mình cảm nhận gì luôn, mà bạn cứ quan sát bên ngoài mọi người thế nào, mọi người đang nào, hoặc là cô này, cái cô này, cô này cái cô này cắt quả đầu mà ở đâu mà xấu thế, hay là cái cô này làm việc chả nhanh nhẹn gì cả. Thì bạn đang bị tập trung vào cái khía cạnh mà phán xét những người xung quanh quá, bạn đang cạnh tranh quá với người xung quanh mà bạn quên mất chính nội tâm, chính bản thân của mình. Bạn
không 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 kiểu tập trung vào mình ấy, mà bạn cứ nhìn ra xung quanh thôi, rồi bạn bị phân tán, rồi bạn cứ mọi người xung quanh nào là bị xảy ra chuyện gì là cứ phân tán theo thôi, bạn cứ phân tán theo thôi. Và bạn chẳng hạn trong công việc thì bạn cũng phải muốn là mình phải làm tốt hơn, cứ nhìn người kia xem người kia đang làm nào, mình phải làm tốt hơn. Mình cảm thấy là bạn quá để ý cái xung quanh nhiều quá ấy. Nó mang đến sự ganh đua và mang đến sự so bì ở trong chính bản thân của bạn, và nó đang khiến cho bạn mà mang đến cuộc sống của bạn cái sự áp lực mà không cần thiết. Bạn hiểu không? Bạn đang thiếu liềm hạnh phúc, bạn đang liềm thiếu liềm liềm phấn khích khác. Cái đấy nó không mang bạn hạnh phúc hay phấn khích, nó chỉ có mang đèn lặng lên người, con tim bạn là kiểu lúc nào cũng áp lực phải hơn, lúc nào cũng kiểu cái năng lượng tiêu cực nó ở trong bạn rất nhiều. Bạn cần lắng nghe bản thân mình hơn nhá. Và có một số lời khuyên mà kiểu các bạn nào mà cảm thấy bản thân mình đang như thế thật và đang rất lặng lẽ về điều đấy, thì ở lá bài ở đây là có cho một số cái giải pháp mà lời khuyên để các bạn thoát ra khỏi tình trạng đấy. Một là hãy gắn kết với thiên nhiên thật nhiều này. Bạn đi dạo trên một con đường đầy hoa hoặc đầy cây cối, hít thở không khí trong lành thôi, nó cũng khiến bạn giảm đi áp lực rất nhiều. Hoặc là bạn có thể là viết những thứ là chẳng hạn như là bạn bị tức giận một điều gì đấy, hoặc là bạn cảm thấy khó chịu một điều gì đấy, bạn hãy viết ra giấy rồi bạn đốt nó ở trong một cái chỗ nào đó an toàn nhé. Đừng đốt lung tung cháy cháy khắp nơi chết. Đốt ở trong cái bát chẳng hạn, bát sắt hoặc là cái bát bát gì cũng được, nói chung là đừng ở một nơi mà không phải, đừng bát nhựa nhé, đừng đốt trong bát nhựa, bát sắt hoặc là bát thủy à, bát bát sứ cũng được. Viết ra xong là đốt đi này. Hãy chú ý tập trung vào những điều mang lại mình hạnh phúc nhé. Cảm cảm nhận nhiều hơn, cảm nhận là mình đang cảm thấy nào. Đừng sợ là những cái cảm xúc rồi đấy nó sẽ khiến bạn đau khổ hay gì, hay là nó không mang đến điều tốt đẹp với bạn. Bạn phải cảm nhận được chính bản thân mình muốn gì, cần gì, đang cảm thấy thế nào thì bạn mới làm cho bản thân mình trở nên hạnh phúc được. Đừng chú ý quá bên ngoài, cũng đừng kiểu người nào đi qua cũng nhìn theo đánh giá là người này nào từ đầu đến chân, cũng đừng như thế. Hay là đừng để ý là ô đứa 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 làm cạnh bàn mình nó đang làm gì, nó đang nào, chẳng hạn là những cuộc nói chuyện phiếm là chẳng hạn như là người ta khen ồ cái cô này bây giờ cô ấy đẹp, cô ấy xinh, cô ấy ấy lắm, thì bạn sẽ cảm thấy đừng ghen tị. Đừng ghen tị là mình cũng phải xinh rồi, so sánh mình nào mình có hơn người ta hay sấp hơn người ta hay hơn người ta, thì cũng đừng so sánh. Nó thực sự là nó đang mang rất nhiều năng lượng tiêu cực đến với bạn. Nó đang kiểu chìm kìm hãm cái cuộc sống của bạn xuống, khiến bạn không cảm nhận được niềm vui, không cảm nhận được sự thoải mái trong cái tim của mình. Cái ngực của bạn lúc nào cũng lén chặt rồi đè chặt bởi sự tiêu cực, rồi kiểu áp lực gánh nặng, kiểu ganh đua. Bạn người là người hơi hay ganh đua một chút, không biết bạn có nhận ra không, nhưng mà bạn hay so sánh mình với người khác. Một số bạn ở đây cũng thế, hay so sánh mình với người khác. Một số ở đây là kiểu phán xét người khác quá, một số ở đây, một số bạn ở đây thì lại phán xét chính bản thân mình quá. Điểm gì mình làm cũng cảm thấy không tốt, điểm gì mình làm cũng cảm thấy là ô phải hôn phải hôn. Bạn đã gây quá nhiều áp lực ở trên bản thân chính mình, và nó khiến bạn cuộc sống của bạn không thể cảm thấy hạnh phúc được, không thể mà cảm thấy mà tiến lên phía trước được. Nó không trong trạng thái thoải mái rồi, bay bổng rồi, vui vẻ. Bạn lý trí, bạn người cực kỳ lý trí luôn, ăn nói em thẳng thắn lý trí. Bây giờ ít quan sát lại rồi đánh giá mình lại, cũng đừng đánh giá người khác, cũng đừng đánh giá mình lại, mà hãy an ủi chính bản thân mình này. Hãy mang đến cho mình thật là nhiều điều hạnh phúc này, nhiều cái sự an lạc hạnh phúc. Bất cứ điều gì đang làm bạn hạnh phúc thì hãy tiếp tục làm những điều đấy. Hạnh phúc từ trong tim ấy, chứ không phải là
Bạn nói xấu người khác rồi bạn thấy hả hê, đấy là cái tôi của bạn nhá, đấy không phải là cái bản ngã thật của bạn, mà đấy là bản ngã tôi của bạn mà bạn học được từ cái môi trường xung quanh ấy. Môi trường tiêu cực ấy, người ta hay làm như thế để kiểu để xả giận, xả tức, nhưng mà nó lại quay lại. Cái điều tiêu cực ở đây là nó trong tương lai sẽ quay lại gấp bạn, cái xui xẻo nó sẽ quay lại bạn, cái tiêu cực nó quay lại bạn gấp bao nhiêu lần ra đấy. Bạn lúc đấy bạn có thể hả hê, nhưng mà lúc sau nó quay lại bạn gấp gấp nhiều lần như thế luôn. Vì bạn lại tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại đen đủi, của vì sao cuộc đời mình lại lại chán chường như vậy. Bạn nên ngừng lại cái sự mang tiêu cực ra bên ngoài, thì bên ngoài vũ trụ cũng sẽ không mang đến tiêu cực với bạn nữa. Ok, bây giờ có những giải pháp ở đây là họ tiếp xúc với thiên nhiên nhiều vào. Nếu bạn nào thích trồng cây thì đi trồng cây này. Còn đâu ấy, ít nhất thì bạn cũng để tiếp mình tiếp xúc với thiên nhiên, những nơi mà có nhiều cây cối hoa cỏ để hít không khí, để kiểu bình tĩnh mình lại, để cái lọc cái thanh lọc cái tâm hồn mình lại. Rồi bạn là cảm thấy bất ức cái điều gì, hay là cảm thấy chưa hài lòng điều gì, cũng cũng viết ra giấy rồi đốt hết nó đi. Đấy, đây là cái cách giải pháp, một số giải pháp mà nó kiểu như là nó giúp các bạn bình tĩnh rồi thanh lọc lại tâm hồn của mình, rồi nó giúp đỡ để các bạn khắc chế được những cái bản ngã của mình là gai ganh đua rồi phán xét quá nhiều, phán xét chính bản thân mình lẫn phán xét người khác. Ok, đó, đây là điều các bạn cần loại bỏ nhé. Các bạn tuổi số 1 cần loại bỏ sự phán xét này, sự ganh đua này, còn đang gây rất nhiều áp lực rồi xui xẻo đến tiêu cực mà đến trong cuộc sống của bạn. Để cuộc sống tốt hơn thì bạn hãy thay đổi cái điều đấy nhé. Ok, đấy là các bạn tuổi số 1. Các bạn nếu các bạn thích thì hãy like, share và subscribe kênh channel của mình nhé. Bây giờ mình sẽ đến với tuổi số 2. Số 2, các bạn hãy chọn lấy thông điệp mà các bạn cảm thấy phù hợp với mình nhất nhé. Trải bài này không phải là trải bài chung, không phải dành cho riêng tất cả cho tất cả mọi người, mà rất nhiều người nguồn năng lượng ở đây, nên các bạn hãy lựa chọn cái chi tiết mà mình cảm thấy hợp phù hợp với bản thân mình nhất rồi nhận nhé. Bạn tuổi số 2 ở đây cần gì sao? Mình cảm thấy như các bạn tuổi số 2 đấy, các bạn có thể là một số người đang rơi vào cái khoảng thời gian mà nó rất chi là tồi tệ trong cuộc sống của các bạn, khoảng thời gian đen tối ấy, có thể nói như thế. Có một số chuyện gì xảy ra khiến bạn rất chi là gục ngã rồi đau khổ này, bạn không biết phải làm gì hết, bạn vân vân, bạn không biết làm gì, nó càng khiến bạn đau khổ. Bạn cứ bơ vơ lạc lõng rồi không biết làm gì hết. Nhưng lá bài ở đây là sao? Còn lá bài ở đây là
hãy sửa chữa những lỗi sai. Cái bây giờ cuộc sống của bạn đang bị vướng mắc ở cái gì, bạn thay đổi cái cuộc sống của mình, cái sửa chữa nó từng chút một, không cần phải sửa phát một phát thay đổi ngay lập tức, mà hãy từng bước một nhá. Một số bạn trong đây thì có vẻ các bạn là mắc bệnh về cái thể vật lý ấy, có thể về tâm lý, có một số đây trầm cảm hay là lo âu chẳng hạn đấy. Đây là tăng cao, một số bạn đây bị trầm cảm, nhưng một số thôi không phải tất cả đâu. Bị trầm cảm và bạn không biết phải làm gì để cậu thoát ra khỏi cái đấy, depressed, cái cảm xúc depressed đấy, bạn không biết phải làm gì cả. Và mình thấy như bạn cũng kiểu bó tay luôn ấy, kiểu nó kiểu quá chi là lặng lẽ, khiến bạn bảo cảm nhận hiện tượng muốn bỏ cuộc luôn ấy, để cho cuộc đời xảy ra vào số phận các bạn nào dưới sắp. Nhưng mà sao bây giờ, nếu mà các bạn là có cái bệnh về cái vật lý ấy, clinical ấy, thì các bạn mình thấy là nếu mà các bạn có điều kiện thì bạn đi gặp bác sĩ này, rồi để người ta hướng dẫn từng bước một nhá, đừng sợ hay cảm thấy là kiểu đừng buông bỏ cuộc sống của mình. Cuộc sống của bạn khoảng thời gian này nó đen tối, nhưng mà bạn cần sửa từng bước một là nó lại tươi sáng hơn thôi, nó sẽ tươi sáng hơn nhá bạn. Nên có thể, nếu mà các bạn có thể thì các bạn hãy điều bước đầu tiên là chẳng hạn là bạn hãy dọn dẹp cái nơi ở của mình đi, bạn hãy dọn dẹp xung quanh, chẳng hạn là lau nhà, đi lau nhà đấy, bước đầu tiên đấy chỉ là một bước rất nhỏ mà trông nó rất là bình thường, nhưng mà nó cũng có góp phần từng bước một để là thay đổi cuộc đời của bạn. Bạn hương thơm vào đây sử dụng, bạn có thể sử dụng cái liệu pháp hương thơm, nến thơm, rồi kiểu xà phòng thơm để mà thay đổi tâm trạng của mình, để mà nâng cái mood của mình lên. Lá bài khuyên đây là bạn cứ thay đổi từng chút một, sửa chữa cái cuộc sống của mình từng chút một, để nó lại đi vào, nó thay đổi thành quỹ đạo nó tốt hơn, nó bước qua khỏi thời gian tăm tối mà ô buồn này. Bạn cứ từng chút một thôi, không cần phải quá chiều nhanh, không phải cần phải hấp tấp, không phải cần phải lao đầu để thay đổi. Bạn chỉ cần từng chút một thôi. Bạn sửa chữa, bạn bắt đầu lại từng chút một. Chẳng hạn như là chuẩn bị cho mình cái bồn tắm thật là, hoặc là cái bồn tắm nước nóng thật là nhiều hoa, hoặc là kiểu tắm thật là tắm mình sạch sẽ, xong rồi thoải mái cơ thể. Sau một ngày dài bạn tắm rửa thật sạch sẽ, bạn thoải mái, bạn kiểu chăm sóc, bạn có thể chăm sóc cơ thể mình bằng những cái mặt lạ, hoặc là chăm sóc bôi dưỡng lên mình cái gì đấy mà nó thật là tốt cho cơ thể mình, nó thật là khiến mình cảm thấy tốt hơn, cảm thấy bản thân mình được chữa lành hơn, chăm sóc hơn. Thế hoặc là bạn có thể sắp xếp cái căn phòng mình, hoặc là cái góc làm việc của bạn, trông nó kiểu như theo ý thích của bạn. Bạn thích cái gì bạn đặt đồ đấy, bạn sắp xếp sao cho nó đẹp mắt, sao cho nó kiểu thay đổi cái không khí, cái luồng năng lượng ở đấy đi, ở cái bàn học đi nhá. Ở cái nơi bạn mà bạn hoặc là nơi bạn làm việc đi. Sửa từng chút một. Có vẻ như là nó sẽ không thay đổi ngay lập tức, nhưng mà ấy, nó sẽ từ từ. Bạn sẽ bước qua cái thời kỳ mà cảm thấy lặng lẽ lại một cách an toàn. Cần thay đổi cái gì sao? Các bạn thử số 2, cần thay đổi cuộc sống của bạn từng chút một.
không cần quá nhanh. Cần loại bỏ điều gì trong cuộc sống? Cần loại bỏ cái sự mà đứng im này đi, cái sự mà chìm trong cái tiêu cực này đi. Bạn, bất kể bạn đang trong tình huống gì, hãy hành động thay đổi một cái gì, hành động nhỏ thôi, để bắt đầu thay đổi dần dần. Chứ đừng có một đứng im chìm trong cái đáy ấy, đáy vực đấy nhá. Chìm trong, chìm đắm trong đấy. Thay đổi từng chút một. Bạn chỉ cần thay đổi nhỏ thôi, không cần thay đổi lớn. Chẳng hạn thay đổi cái sắp xếp ở trong căn phòng của bạn lại cũng được. Cũng được, thay đổi thế cũng được. Lau dọn cho sạch sạch cái nơi nào đó mà đang bị bụi bẩn. Lau dọn căn nhà của bạn, lau dọn phòng của bạn, hay sắp xếp lại phòng làm việc. Bạn cứ chỉ cần thay đổi một chút, rồi chăm sóc cơ thể này. Thay đổi cũng, nó có chăm sóc cơ thể nó góp phần làm các bạn cảm thấy như là thay đổi hơn ấy. Cũng từng bước thay đổi trong cơ thể của mình chăm sóc. Rồi bên ngoài nữa, đấy, sự việc xung quanh bạn nó cũng dần dần sẽ thay đổi. Giống như là cái cốc vỡ ấy, bạn sẽ dán nó từng chút một lại để thành cái cốc mà có thể sử dụng lại được lần nữa. Rồi, ok, đây tụ số 2 nhé. Nếu các bạn tụ số 2 thích thì hãy like, share và subscribe kênh channel của mình nhé. Bây giờ mình sẽ đến với tụ số 3. Bye bye các bạn tụ số 2 nhé. Keep your temper. Don't allow anger to rule you. Deep breathing. Deep breathing. So connect with creators. Các bạn tụ số 3 cần thay đổi điều gì để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn không? Các bạn tụ số 3 đang bị mình cảm thấy như bạn ngờ vực quá nhiều. Cái sự ngờ vực ở trong người bạn quá nhiều, cái sự nghi ngờ ấy. Bạn chỉ cần chẳng hạn bạn nghi ngờ rất nhiều nhưng bạn không nói ra, ok, bạn cứ nghi ngờ rồi giữ ở trong cái tâm của mình thôi. Bạn cần loại bỏ sự nghi ngờ đấy ra. Chẳng hạn người ta chỉ cần đăng một cái dòng gì đấy thôi, bạn nghi ngờ lại là có phải là người ta đang nói về mình không? Người ta chỉ đăng dòng đấy thôi mà bạn cảm thấy như là nó hơi hơi giống bạn thì bạn nghi ngờ ngay, chắc chắn đang nói về mình. Hoặc là đấy, trong vấn đề tình cảm chẳng hạn, thì bạn nghi ngờ ấy, cái người đấy chẳng hạn, ơi tôi hôm nay anh bận rồi nhá, đấy bạn nghi ngờ sao lại bận, vừa lẽ mình thấy vừa lẽ vẫn bình thường mà vẫn kiểu chưa bảo bận ấy mà bây giờ tự nhiên bảo bận là sao, có phải là có người khác hay không, có sự nghi ngờ thay đổi tình cảm hay không, nghi ngờ thế ngay được. Hay là kiểu trong công việc cũng thế, bạn nghi ngờ có phải là cố tình kiểu người khác cố tình mà đang nói xấu bạn không? Đấy, bạn bị nghi ngờ quá nhiều.
cái gì nhỉ, cái sự bất an trong bạn quá nhiều. Bạn nghi ngờ, bạn cứ người ta bất cứ hành động gì nhỏ của người ta bạn quan sát và bạn nghi ngờ hết về những tiêu cực. Bạn không thể nào mà mình khuyên bạn là đừng đừng nghi ngờ, tại vì cái việc gì xảy ra nó xảy ra ấy, thì nó cũng mình khi nào việc mình đến thì mình giải quyết, chứ mình nghi ngờ mãi ấy, thì nó chỉ là bản thân mình, cuộc sống mình nó trở nên tiêu cực thêm thôi, nó không tốt đẹp hơn, nó khiến mình trở nên lúc nào chìm trong cái tiêu cực nghi ngờ, rồi để ý quá nhiều cái thứ xung quanh, quá nhiều người khác đang nói gì, nghĩ gì về bạn, đang làm gì, định làm gì về bạn. Bạn cứ làm việc của mình thôi, những việc bạn cần làm, đừng nghi ngờ là sẽ người đang đang nói gì, có phải là người ta đang ấy không. Cái việc gì xảy ra, những việc đấy bạn không thể kiểm soát được lắm không? Cái việc gì xảy ra ấy, đã để xảy ra ấy, bạn chỉ có thể kiểm soát được khi mà cái xảy ra rồi và bạn sẽ xử lý nào. Chứ bạn nghi ngờ mãi, nó xảy ra nó cũng sẽ xảy ra, mà không xảy ra nó cũng xảy ra, không xảy ra thì nó không xảy ra, còn đâu sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra. Nhà mày đừng để cái sự nghi ngờ nó nuốt chửng bạn, đừng để sự tức giận chẳng hạn, bạn nghi ngờ là người này nói xấu bạn chẳng hạn, hay làm gì bạn, bạn sẽ tức giận kiểu điên người lên đấy, kiểu điên lên điên, xong bắt đầu lại ghét người ấy lại, rồi nói xấu lại, rồi tìm ra xe xấu nói lại. Đừng như thế, bất cứ khi là cái sự nghi ngờ, cái sự bất an của trong lòng bạn trỗi lên ấy, mình khuyên bạn thì hãy hít thở sâu, hít thở, tập hít thở nhá, tập hít thở. Cứ khi nào phát là nhắc mình, mình đang bắt đầu kiểu lăng cái năng lượng bất an tiêu cực nghi ngờ nó đang trỗi dậy, bắt đầu hít thở thật sâu nào. Các bạn ở đây cũng có thể chữa lành bằng đá được nhá, đá pha lê, các bạn có thể thạch anh pha lê, đá sẽ giúp bạn, giúp các bạn để các bạn kiểu chữa lành, để kiểu mang đi những bất an. Mình không nhớ là loại đá nào kiểu nó giúp bạn xua tan đi bất an rồi rồi kiểu đa nghi ấy, để các bạn bình tâm lại, hút đi năng lượng tiêu cực ấy. Có đá như thế nhưng mình không nhớ là đá nào. Các bạn có thể thử tìm hiểu ở trên trên Google nhá. Nhưng mà đây, điều quan trọng nhất là cứ bất kỳ khi nào cái sự bất an rồi cái sự đa nghi nó lùa ra khỏi cái người bạn, nó trỗi dậy trong lòng bạn, thì bạn hãy tập hít thở, hít thật sâu, thở vào, hít ra, hít vào, thở ra. Rồi, ok. Đây, các bạn tụ số 3 nhé. Các bạn trong cuộc sống của bạn cần loại bỏ sự đa nghi, sự bất an này đi, không nghi ngờ gì hết, cứ chuyên tâm vào việc của bạn đang làm thôi, hít vào thật sâu, thở ra. Đấy, cứ khi nào mà bắt đầu cái đa nghi rồi cái tiêu cực để trỗi dậy, bạn phải hít thở ngay lập tức, bạn phải tập thở ngay lập tức, cái dần dần ấy, là bạn sẽ không có thói quen là đa nghi đó. Cái sự đa nghi nó bất an rồi, nó không nghi ngờ, nó không trỗi dậy thường xuyên trong bạn nữa, mà nó sẽ dần dần giảm đi, và bạn có thể cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái hơn. Đấy, ok các bạn, đây các bạn số 3 nhá. Cảm ơn các bạn số 3 lắng nghe. Các bạn, nếu bạn thích thì bạn hãy like, share và subscribe kênh channel của mình nhá. Ok, mình sẽ dừng trả bài của mình ở đây.